Chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh Vivian Nguyễn TV. Hôm nay mình sẽ vào bếp để share với cả nhà món cơm gia đình nha. Bây giờ mình làm món gà kho gừng nè, với lại canh bí đỏ với thịt nạc nè ha. Mà mình có trái bí đỏ của người bạn cho mình, nhưng mà mình không có dùng hết, mình dùng có nửa trái rồi. Mình chuẩn bị sẵn luôn cả nhà. Còn gà thì mình có 3 phao nè, mình đã trụng sơ rồi, mình cho khỏi công tốn thời gian chờ đợi của cả nhà ha. Bây giờ mình cái bước đầu tiên là mình chuẩn bị mình ướp ha. Bây giờ gà kho gừng thì nó hơi ngọt nha cả nhà. Đây thì mình xài củ hành trắng ha. Củ hành trắng mình xài nửa củ, 1/4 củ thì mình đã băm nhuyễn rồi. Để đây, mình ướp chung với gà. Còn 1/4 thì mình để trước nhà mình. Đơn giản ha cả nhà ha. Và cả nhà cùng chờ đợi với mình nha, cho gia vị của mình nó ấm, nó thấm thịt đi. Bây giờ gia vị của mình đã thấm rồi ha, mình cũng mất cái lò cho nó nóng, rồi mình bỏ miếng dầu cho mình, cho miếng đường vô để có cái nước màu cho nó đẹp cái màu gà ha, chứ để màu gà trắng không có ngon. Màu nó vàng rồi đó nha, mình cho gừng với lại hạt củ hành vô ha.
bây giờ gà của mình bắt đầu xanh này nha cả nhà. Mình cho vô đây thêm cỡ chừng muỗng dầu hào nữa nha. Đây là nước mắm nè, muỗng nước mắm nè. Đây mình sử dụng muỗng cà phê nha cả nhà, nên mình nói là muỗng cà phê nha. Cái màu dầu hào nó cũng làm cho cái màu gà của mình nó vàng nữa nha. Gà này, gà Mỹ thì nó thường hay có nước nên mình sử dụng nước chút xíu mà không cần nhiều đâu, chút nó ra nước dữ lắm luôn. Giờ mình để cho nó thấm, trong thời gian đó thì mình bắt lên nước, bỏ vô đây xô nước mà bây giờ mình bắt lên mình nấu canh. Giờ là cả nhà thấy không, cái nồi gà mình nó bây giờ nè nước nó cũng ra chút xíu rồi ha, nhưng mà mình chút mình cũng thêm vô chút xíu nước lặn chi thì mình có nước mình chan vô cơm ăn nó ngon hơn ha. Còn đây là canh của mình nó sôi nè. Mình nói thì mình thích tinh khô nên mình nấu canh mình hay bỏ tinh khô, bỏ vô mình bỏ vô đây muỗng tinh khô nha cả nhà. Vô có thật rồi nhưng mà nên vô đây nữa muỗng muối. Bỏ hai muỗng đường. Sôi mình bỏ thật. Nó vừa sôi là được rồi. Cái bí đó nhà bạn mình trồng đó cả nhà, do mình được con trái đó mà mình ăn một trái thì nó nhiều quá nên mình chia làm hai, tại vì mình ăn như mình ấu nguyên bí nó mau mềm đó, nó bở ra nó không có ngon. Bí nó hầm với xương cũng ngon nữa nha cả nhà. Chờ cái thịt nó sôi cái mình vớt bọt đó. Mình bỏ bí vô. Xong rồi mình có một cái cơm canh gia đình cuối tuần thật là ngon lành giả mát ha. Rồi cho nó sôi lên đó. Để mình trộn gà một cái. Gà ngon quá luôn. Chưa, bây giờ nó có cái màu vàng vàng nè. Dùng món ăn này rất là đơn giản đối với mọi người Việt Nam mình ha. Nhưng mà mình ở đây mình chia sẻ về cuộc sống Mỹ của mình. Đối với mình mỗi ngày cuối tuần mình làm những gì. Mình cho cả nhà xem ha. Mong cả nhà ủng hộ mình nha. Giờ bỏ bí vô thì mình bật lên lửa chút xíu. Mềm cả nhà ha. Rồi
cho nó đặc chút xíu, mình cho miếng nước luôn nữa. Quá ngon luôn, thơm mà gần ghê luôn á. Bây giờ gà nó chín rồi nè, nó ngon. Nhưng mà mình không có chế nước cho cả nhà, như nãy mình nói á, gà Mỹ thường thường nó có nước nhiều lắm nên mình nấu thường thường ít có bỏ nước lắm nha. Là nước giờ nó ra với ba nước gia vị rồi nó ra rồi nè, khỏi cần nó sần sệt vậy là ok rồi nè. Để mình coi canh của mình coi ra nè, như vậy là nó chín rồi đó. Rồi canh cũng chín luôn rồi, ngon quá nè, ngon ha anh ha. Đó, bây giờ để mình nêm rau nha. Mình ăn cay thì không có được thiệt, nhưng mà mình thích bỏ có màu xanh màu đỏ rồi nó đẹp ha. Canh bí rợ bí đỏ này mình thường mình hay nêm có rau ôm, có ngò gai nha cả nhà. Nhưng mà hôm nay mình không có ngò gai thì mình nêm ngò rí với rau ôm thôi, rất là thơm nha. Đó, xong canh của mình cũng xong rồi, cắt lửa luôn. Giờ mình múc ra nha cả nhà nha. Đấy, món gà kho gừng với canh bí đỏ ăn cùng với cơm của mình đã được hoàn thành rồi nha cả nhà. Cuối cùng mình chúc cả nhà vui vẻ, một ngày vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Mong cả nhà hãy vào video clip của VBN Nguyễn TV để cùng like, cùng share và cùng chia sẻ với mọi người. Nhớ đăng ký giúp mình nha cả nhà. Chân thành cảm ơn nhiều, thân ái và chào tạm biệt.